Đó, bây giờ lên được như này rồi. Nhưng bây giờ bấm vào đây này, thì vẫn chưa có cái gì cả, đúng không? Thế là thôi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Tiếp tục à. Sau khi đã thiết kế xong, mình sẽ vang bên mình sẽ gán ID cho thằng này. Mình gắn ID cho nó là img. Thằng này là chọn background đúng không? Gọi là nền ảnh đi, mình gọi là nền ảnh. Nền ảnh. Đấy, ok. Copy cái ID này. Bạn sang bên này, các bạn khai báo cho mình một cái image view. Image view. Rồi, xuống dưới này nhá. Mình sẽ viết đấy bốn hàm. Nếu các bạn nào theo dõi cái kênh của mình thường xuyên ấy thì các bạn sẽ thấy mình hay code cái kiểu này. Init này. Ánh xạ. Hữu xạ tự nhiên hương. Setup. Còn thằng này là set click. Đấy. Và cái ảnh nền của mình nhá. Ảnh nền của mình đây. Ảnh nền mình sẽ viết trong ánh xạ này, ảnh nền này bằng img ảnh nền à bằng fill view by id. Fill view by id. Đấy, error.id.img ảnh nền. Được chưa? Rồi, sau đấy nhá. Các bạn copy tương tự cho mình thằng này. Đấy, các bạn paste xuống dưới này. Tiếp theo nữa, thằng này không phải lên ảnh đúng không? Thằng này chọn nhân vật đúng không? Chọn nhân vật. Đấy, chọn nhân vật. Các bạn copy cho mình sang bên này. Khai báo tiếp cho mình một cái thằng image view. Các bạn xuống chỗ dòng ánh xạ, các bạn để trong chỗ chuột đấy, các bạn nhấn Ctrl D cho mình. Đấy, để nó copy cái dòng đấy. Và thay cái thay cái tên của image view vào. Rồi xong. Sau đó mình sẽ làm gì? Sau đó ở đây mình sẽ gọi này, init setup. À đâu, init ánh xạ. Setup. Set click. Ok. Tiếp đến nhá, các bạn trên này. Các bạn tạo ra cho mình một cái ArrayNit. Kiểu dữ liệu của nó sẽ là image view. Đó. Mình sẽ arr mình sẽ gọi là chọn đi. Chọn kiểu. Đấy, arr chọn kiểu. Bạn copy mình. Dưới xuống dưới phần ánh xạ nhá. Arr chọn kiểu này. Mình sẽ bằng new. Mình sẽ lưu nó lên. Khởi tạo cái array này lên. Và sau đó nhá, mình sẽ tiến hành mình thêm cái thằng img ảnh nền nhân vật vào. Tiếp đến là arr chọn kiểu này, chấm thêm tiếp cho mình cái ảnh nền và ảnh chọn nhân vật vào. Rồi xong rồi. Sau khi đấy ở đây copy đấy, cái đoạn set click này. Đoạn set click mới quan trọng đây này. Đấy. Mình gọi cái img lên ảnh của mình ra. Chấm set on click listener. Lưu một cái on click listener. Rồi. Sau đấy xong nhá. Mình sẽ gọi cái thằng ảnh nền của mình ra. Chấm set. À đâu. Đầu tiên ấy, mình sẽ gọi cái hàm. Mình tạo ra một vòng for. For i ấy, for x ấy, for x. For đây là cú pháp của for x này, các bạn khai báo cho mình là image view, xong đặt tên biến là i, sau đó hai chấm là arr chọn kiểu là mình sẽ for trong cái thằng trong cái list các cái ảnh mà mình đã thêm vào. Đấy, trong list các image view mình thêm vào. Và đây mình sẽ set background color cho nó bằng color chấm white. Đấy. Sau khi nhá, có nghĩa là hiện tại nhá, khi mỗi lần mình kích vào cái nền ảnh đây đúng không? Nền ảnh ở trên này thì mình sẽ lấy hai cái ảnh này mình xếp cho nó màu trắng hết. Và sau đấy các bạn copy cho mình cái mã màu nhá. Rồi sau đấy xong rồi, sau khi chạy hết vòng for, các bạn gọi cho mình cái img
img ảnh nền ảnh chấm set background color bằng color color chấm path color và truyền vào cái mã màu của mình. Đó, truyền cái mã màu vàng vào. Đó. Tương tự như thế nhá, các bạn copy cho mình cái dòng này. Đó, các bạn paste xuống dưới này. Và mình sẽ làm tương tự với thằng image view. Chọn nhân vật. Đó, đơn giản thôi, thế này thôi. Đấy. Và sau khi bây giờ mình chạy lên này xem được cái gì nhá. Rồi bây giờ ví dụ mình kích vào đây à, các bạn nhìn đây không? Khi mỗi lần mình kích đây đấy, có phải hai thằng này đang thay đổi không đấy. Nhưng mà khi kích đây không được bởi vì cái này mình chưa set sự kiện cho nó đúng không, khi còn khi kích đây thì là cái này nó đang chọn đấy thì sẽ rơi vào trong thằng này, nó set hết cho cái ảnh trong này thành màu trắng lên trắng trước và đến cuối cùng là cái thằng nó kích nó set cho thành màu vàng đó. Thì giờ đơn giản nhá, giờ format code lại một chút này, format code lại chút thì đây nhá, mình sẽ tạo ra cho nó một cái hàm public void, public void set ảnh được chọn đó. Và mình truyền vào trong này là một cái image view có tên là in. Rồi sau đấy mình sẽ copy cái đoạn này, đây mình copy cái đoạn này đây. Mình paste xuống dưới này và thay thế ở chết rồi, thằng này thì mình sẽ đặt img đi và thay thế cái img bằng cái thằng ảnh chọn nhân vật. Rồi đơn giản thôi, và ở đây mình sẽ xóa đi, xóa cái code cũ của mình đi, mình thay vào bằng thằng set ảnh được chọn và mình truyền vào cái img ảnh chọn nhân vật đúng không. Và tương tự như thế mình cũng làm với cái thằng img lên ảnh và sẽ nó sẽ ra được một kết quả như thế này này đó, vẫn thế chưa, các bạn thấy vẫn thế không. Rồi sau đấy xong nhá, mình sẽ làm tương tự với cái thằng đầu tiên là thằng img mũ đấy, img mũ không ạ, đây là chọn kiểu chọn mũ ấy. Copy Ctrl D paste, Ctrl D paste này, paste này, Ctrl D tiếp, paste tiếp đó. Rồi cho nó chạy trước đi để xem được cái gì nhá. Rồi lúc này thì bây giờ ví dụ mình bấm chọn cái mũ này sao, không được vì mình đã thiếu mất một bước, đó chính là cái bước xét sự kiện. Cạn bôi đen cho mình cái dòng xét sự kiện và các bạn nhấn Ctrl D đấy, nó sẽ tự copy cho các bạn và sau đấy các bạn gọi cho mình cái img mũ đó, truyền vào img mũ. Rồi sau đó bấm run này xem được cái gì nhá. Bấm này, bấm này, bấm này đó, gọi ok không. Rồi tiếp đến nữa là cái thằng mũ này, xong đến img quần đúng không, quần của con nhân vật, Ctrl D Ctrl V đấy, mình copy bên này rồi nhá, mình cái Ctrl C bên này rồi này. Đấy Ctrl D tiếp, paste tiếp, paste tiếp, Ctrl D paste đấy, bôi đen Ctrl D paste, paste tiếp đến mũ xong quần xong xong đây là img pet này, con này là con pet đúng không, con pet chạy theo đúng không, con pet hình như trên trên nên nó bán giá là 2 đô con này sao ấy. Đấy, Ctrl D paste tiếp, Ctrl D paste tiếp, paste tiếp, Ctrl D paste, bôi đèn Ctrl D paste
Tết cuối cùng nữa.